Trong tháng 12 năm 2020, cả nước có gần 17.300 thuê bao phát tán của gòi rác bị ngăn chặn xử lý. Việc sau đó ngăn chặn thành công hơn 78.004 thuê bao phát tán của gọi rác. VNPT là hơn 7.300 thuê bao và Mobifone là hơn 1.100 thuê bao. Như vậy, trong 6 tháng cuối năm 2020, các nhà mạng đã ngăn chặn được tổng cộng gần 90.000 thuê bao phát tán của gọi rác. Đây là những con số thống kê tích cực cho thấy sự cố gắng nỗ lực của cơ quan quản lý và cả các nhà mạng trong việc xử lý tình trạng rác viễn thông